Xin chào các bé nha. Các bé hiện tại đang mấy tháng giờ đang chống dịch ở đâu rồi? Còn riêng anh thì anh chống dịch ở quê hương anh đây. Là quê hương anh rất là tươi xanh, rất là xanh mát. Mà muốn được chống dịch ở quê hương anh hoặc là trong tim anh chẳng hạn, an toàn đảm bảo ha, tuyệt đối nha. Không có dịch nào, không có quy khủng nào mà xâm chiếm trong tim anh được hết. Ngồi em ra nha. Rồi anh nói vui thôi. Và đặc biệt hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho mọi người cái vườn rau nhà mình đây. Đây là mồng tơi, để mọi người xem nha. Mồng tơi chỉ có là đồng giá là 25k nha, cho mọi người nha. Hiện tại đang ship toàn khuyến khích cho mọi người. Và tiếp theo đây, phía trước đây là có thêm là một dàn khố hoa nữa nha mọi người. Đây, hiện tại đang đứng ở cái vườn khổ và nhà mình đây nha mọi người. Đó, trái rất là siêu luôn, rất là nhiều luôn. Hiện tại đây khổ và này đang mới tưới, cũng hơi ướt, đường cũng hơi khó đi nha. Có giá bao nhiêu nói cho mọi người biết luôn. Đây là giá 1 ký của nó là tương đương 25.000 nha mọi người. Nếu mà mua lẻ thì 30k, còn mà mua sỉ thì có 25k thôi nha mọi người. Hiện tại là đang hiện tại không thuốc, khổ và không thuốc, không chất bảo quản, không gây ung thư. Còn tác dụng nó ăn ra có thể là làm đẹp da, làm sạch sinh tố uống. Đó. Trong cái thời gian dịch này. Đó. Hiện tại thì giờ trong mùa dịch rảnh nè. Mọi người có gì liên hệ cho bạn của mình nha. Ăn cũng được. Lắm nhờ có cái mùa dịch này đây, mình ở nhà review cho mọi người xem cái dàn khô bà nhà mình. Đây rất thật siêu luôn. Đó. Bây giờ thời gian mình có hạn, mình sẽ tạm biệt mọi người ở video này và gặp mọi người lại ở những video sau. Chào mọi người và hẹn gặp lại.